Hồng Phượng kính chào quý vị và các bạn thân mến. Đến với Đà Lạt thì du khách không những được tận hưởng không khí se lạnh của xứ sở sương mù mà còn được chụp hình thỏa thích tại các địa điểm tham quan nổi tiếng ở đây. Hôm nay Hồng Phượng giới thiệu thêm cho quý vị một cái điểm check-in nữa ở Đà Lạt, đó là nhà ga Đà Lạt. Đây là nhà ga xe lửa rất là đẹp. Nếu mà bạn nào đam mê chụp ảnh thì nơi này là không nên bỏ qua khi đến với Đà Lạt nha quý vị. Tuyết Ngân và Minh Nhật sẽ dạo qua một vòng ở các con đường ở trên Đà Lạt. Và khi đi dạo như thế này thì cái khung cảnh của Đà Lạt trong một cái buổi sáng se lạnh thì thật là vô cùng thích thú. Và phía bên kia đó chính là Hồ Xuân Hương nha quý vị. Chợ Đà Lạt. Cái nhà ga Đà Lạt á, thì nó sẽ nằm cách chợ Đà Lạt khoảng 3 km, và chỉ cần mất 10 phút là lái xe thôi thì có thể là các bạn sẽ di chuyển đến đó rất là dễ dàng. Và đây là một cái nhà ga có kiến trúc từ thời Pháp và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Và khi đến tham quan ở nhà ga thì nên đi vào buổi sáng, bởi vì khi đó ánh nắng không quá gắt, có thể chụp hình rất là đẹp. Đây là cái nhà ga cổ nhất ở Việt Nam đó quý vị. Và nhà ga Đà Lạt được xây dựng vào năm 1932. Và dưới cái thời Pháp, đây được xem là một những cái nhà ga cổ kính và đẹp nhất ở Đông Dương. Hiện nay thì cái nhà ga xe lửa này chỉ còn lại một đầu máy và 4 toa tàu. Thì ga xe lửa chỉ chạy trên một tuyến duy nhất tới nhà ga Trại Mát, và chủ yếu là để phục vụ khách đến đây tham quan thôi quý vị. Nhà ga mở cửa cho khách tham quan là từ 8 giờ đến 5 giờ chiều mỗi ngày nha quý vị. Và khi mà đến đây thì với cái không gian cổ kính và bối cảnh xưa cũ thì nhà ga Đà Lạt là điểm check-in rất là yêu thích của rất nhiều bạn trẻ khi mà đi du lịch đến Đà Lạt. Bởi vì trong cái nhà ga có rất là nhiều cái background rất là xịn sò để các bạn tha hồ sống ảo. Nào là đầu tàu hơi nước, đường ray xe lửa, vân vân. Và bạn cũng có thể là thưởng thức cà phê và cũng có thể là trải nghiệm đi xe lửa luôn quý vị. Đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Và khi đi xe lửa như thế này thì có thể ngắm vẻ đẹp toàn cảnh của thành phố mộng mơ. Và nhà ga này chỉ có một cái hoạt động, một cái tuyến duy nhất, đó là đến Trại Mát. Và tàu ở đây chạy cũng rất chậm, tha hồ mà ngắm cảnh.
bây giờ, Hồng Phượng xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồng Phượng kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và nếu quý vị và các bạn thích video này, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Hồng Phượng nhé. Hồng Phượng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.